đây ấy, thì con bị một cái bệnh là viêm đại tràng mạn. Thật ra con là dược sĩ nhưng con khi con dùng thuốc thì nó chỉ đỡ, và khi mà mình ăn một cái món gì lạ thì rõ ràng nó lại quay lại cái bệnh cũ. Thầy Thích Tâm Thầy, người ban tổ chức và các quý vị đang ngồi tham gia khóa thanh học nhân công hôm nay, con tên là Hoàng Thị Thao, con là một dược sĩ. Sau tháng 10 năm ngoái con có bị Covid, và sau khi con bị Covid thì con bị một cái bệnh mà nó gần như là dị ứng, nhưng mà không thụ dùng thuốc dị ứng thì nó cũng không khỏi, và đi khám các bệnh viện thì cuối cùng kết luận là hồng ban dạng nhẫn và con phải dùng corticoid. Và con là dược sĩ thành ra con không muốn dùng corticoid vì rất nhiều tác dụng phụ. Và sau khi có bạn là Mai ở cùng tu bên vô sự làng Mai ấy, thì có giới thiệu cho con khóa thanh lọc trung tâm, thì tháng trước con có đi một khóa thanh lọc cơ bản, và sau đấy thì con tiếp tục đi khóa chuyên sâu 2, và hôm nay là con có mặt ở đây để tiếp tục khóa cơ bản này. Và con muốn đứng lên chia sẻ với mọi người để quý bà con không hoang mang sau khi thanh lọc, thì rất nhiều cái lợi ích. Sau khi con đi thanh lọc của tháng trước và khi con về, con thứ nhất là mình ngồi bình yên, cái đấy là con nói là nó rất quan trọng trong cái khóa thanh lọc tâm này. Và khi con ngồi bình yên đến ngày thứ 11 thì lưng con mới hết đau, và mồ hôi thì nó toát ra như tắm và lúc nào cũng đau hết cái sống lưng này, nhưng mà đến ngày 11 thì không còn đau nữa. Và đến hôm nay con ngồi thì con đã có thể con ngồi được 1 tiếng và không thấy đau nữa. Và trước đây ấy, thì con thấy là mình mà đi xe ô tô mình có thể ngồi 30 phút trên ô tô là mình đã thấy ngó ngoay khó chịu rồi, nhưng mà đúng là sau khi mà mình ngồi bình yên như thế này, khí huyết nó lưu thông, thì mình ngồi xe ô tô mình có thể ngồi 4 5 tiếng ngồi sau xe đấy nhưng không thấy mỏi mệt gì. Và đấy là con thấy rất là nhiều cái lợi lộc của cái ngồi bình yên. Cái thứ hai đây là về các món ăn. Và trước đây khi mà con được giới thiệu thì con đã có tìm hiểu các phương pháp của thầy, và con đã ăn theo cái phương pháp của thầy, thì con giảm được từ tháng 4 và đến tháng trước và tháng 6 thì con giảm được 3 cân. Và sau khi con vào khóa trước con giảm thêm 3 cân nữa, và bây giờ giảm 2 cân tức là 8 cân. Đấy, con 5 6 cân và bây giờ con 4 8 cân. Đấy. Còn có thể nói như này, về bệnh của con thì hiện giờ nó đã đỡ rất nhiều và không còn phát ban nhiều như trước nữa. Và con nghĩ rằng bệnh nó sẽ hết sau khi con về con thực tập tiếp. Và có thể nói là về cái sinh hoạt, về cái món ăn để mọi người đỡ hoang mang là ăn theo thức ăn thầy, là ăn hoàn toàn tự nhiên và không hề đói. Khi con về con ăn là con thấy ngon miệng, nhất là ăn những cái món ăn mà ăn sống, ăn rau sống này rồi các loại như là đậu bắp, tất cả các loại mà thầy bảo là ăn sống đều ăn được, và rất nhiều vitamin và muối khoáng. Mình ăn bình thường mình chỉ cần ăn thịt và ăn rau luộc hoặc ăn rau thì mình thấy là ăn xong mình vẫn bụng đầy và mình thấy rất là mệt. Nhưng sau khi ăn theo phương pháp của thầy, ăn một đĩa rất nhỏ thôi nhưng mà không hề mệt, và rất rất sảng khoái, rất thoải mái và làm việc rất là có hiệu quả. Cái thứ ba nữa là cái lưỡi của con trước đây ấy, thì con bị một cái bệnh là viêm đại tràng mạn. Thật ra con là dược sĩ nhưng con khi con dùng thuốc thì nó chỉ đỡ, và khi mà mình ăn một cái món gì lạ thì rõ ràng nó lại quay lại cái bệnh cũ đấy. Nhưng sau khi con thanh lọc xong thì con thấy rằng là thứ nhất là bình thường bây giờ buổi sáng thì ra con đi 4 giờ con dậy, con ngồi 4 giờ con dậy là con đã vào vệ sinh, con đi được thoải mái rồi, phân rất là đẹp, nói thật đấy rất đẹp.
Và ngày nào từ cái hôm sau khi tôi sau xong cái khóa chuyên sâu hai con về và đến hôm nay là ngày nào con cũng đi đều, đều đều như thế, và không không hề có cái bệnh viêm đại tràng mãn nó quay lại nữa. Phân thành cua này rồi ăn uống đều đặn, không mình ăn đúng theo phương pháp của thầy là rất là tốt. Cái nữa là cái lưỡi của con ấy, trước đây ấy, thì nó thường đông y thì họ bảo cái lưỡi mà dày mà nhiều nấm rồi nó gần như là mình không làm sạch thì mình đánh răng kiểu gì nó cũng không sạch được. Nhưng bây giờ con thấy là lưỡi của con nó bắt đầu hồng hào trở lại, và đấy là cái biểu hiện mà theo đông y thì họ bảo là rất nhiều bệnh, nếu mà cứ nhìn lưỡi thì là sẽ biết là bệnh của mình ý là, mặc dù bạn con là bác sĩ đông y cho con uống thuốc rồi cũng không ăn thua, con đi rất nhiều nơi rồi cũng không thể giải quyết được, nhưng sau khi thanh lọc như này thì con thấy rằng là những cái bệnh của con dần dần nó giảm.